kèm chồng thâm quần lão hóa mắt que tơ ninh ai cream make soku. Kem mắt nail bật ưu điểm dành riêng cho cửa sổ tâm hồn, đôi làn da mong manh rất dễ lộ dấu tích thời gian. Hơn cả việc chăm sóc cơ thể, đôi mắt không thâm luôn sẽ khiến khuôn mặt sáng hơn gấp bội phần. Whitening Eye Cream May Soku, mẫu kem mắt chuyên biệt phù hợp với mọi loại da, thuộc sở hữu của Momo Juntenken Group, Nhật Bản. Sản phẩm khác biệt với cách thức chăm sóc da tuân thủ cấu trúc vùng. Do vậy, khi tác động, kem luôn chắc chắn phát huy cao sự hiệu quả. 1. Hình ảnh thiết kế kem mắt May Soku. Cream May Soku nổi bật với thiết kế nắp vặn xoáy chắc chắn. Thân sản phẩm gây ấn tượng bởi dòng chữ vàng bạch kim bắt mắt, trông sang trọng giữa màu nền xanh coban thời thượng. Không giống như những mẫu kem được đựng trong hộp lọ thủy tinh, Cream May Soku gắn mình với thiết kế dạng tuyết. Điều này khiến sản phẩm thon nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn và rất thuận tiện khi bạn muốn mang theo bên mình. 2. Thành phần kem mắt May Soku. Whitening Eye Cream May Soku thu hút người dùng bởi một loạt các thành phần không phải sản phẩm nào cũng có. Trong đó, hai thành phần hoạt chất chính dễ nhận biết nhất của sản phẩm là chất xúc nhau thai và dẫn xuất của vitamin E tinh khiết. Trong khi nhau thai cung cấp các dưỡng chất như protein, carbohydrate, vitamin, axit béo, khoáng chất, đa dạng, có tác dụng cải thiện gốc tế bào, nuôi dưỡng tế bào mới, ngăn ngừa lão hóa từ sâu bên trong, thì vitamin E lại cho thấy khả năng tạo ra một lớp hàng rào bảo vệ da quanh mắt vô cùng tuyệt vời. Có vitamin E trong thành phần dưỡng, nghĩa là vùng da mắt sẽ được tăng cường độ ẩm, tăng cường sự khỏe mạnh để phòng tránh vi khuẩn, tia UV gây hại. Kem mắt Whitening Eye Cream May Soku sở hữu rất nhiều các hợp chất dưỡng dạng oil và eye cân bằng, có tác dụng làm hạn chế toàn bộ các kích ứng, đảm bảo sự phù hợp với vùng nhạy cảm khu vực xung quanh mắt. Đây là một trong những điểm khác biệt rõ nét nhất của sản phẩm kem dưỡng mắt này. Ngoài ra, trong bảng thành phần, kem cũng còn thêm collagen trí peptide F, dưỡng chất giúp da căng mịn mềm mại, và glycerin, dưỡng chất làm tăng kích thích tăng trưởng của da, tăng cường độ đàn hồi. Đặc biệt, Cream May Soku còn có mulberry extract, chiết xuất từ dâu tằm trắng, loại thực vật tự nhiên sở hữu caroten và các hợp chất có lợi trong việc kháng khuẩn, dưỡng trắng và chống oxy hóa cho da. 3. Công dụng kem mắt May Soku. Tương tự như tên gọi của mình, Whitening Eye Cream May Soku nêu bật khả năng làm trắng, chống thâm quầng, giảm xỉn màu vùng da xung quanh mắt một cách tự nhiên mà không gây kích ứng. Với các hoạt chất có lợi, bao gồm chất xúc nhau thai, chất xúc dâu tằm trắng và vitamin E, sản phẩm đáp ứng cao tiêu chí dưỡng trắng này. Bên cạnh các hợp chất thúc đẩy quá trình trao đổi tăng cường tuần hoàn máu dưới da, giúp da trắng phục hồi, kem còn hỗ trợ tăng ngăn ngừa các tế bào mới không sạm đen trở lại. Khi có mặt trên da, Cream May Soku giúp thời gian dưỡng tế bào được diễn ra nhanh chóng hơn, khiến tế bào hư tổn da nhanh tái sinh, giảm lão hóa. Nhờ vậy, không chỉ đường mùi, đứng lâu không thể xuất hiện mà các nếp nhăn, vệt phai lai quanh mắt, dấu hiệu da thô ráp, mệt mỏi, chảy xệ, thiếu săn chắc cũng sẽ dần biến mất. Hơn thế nữa, lượng chất kem dày thành phần dưỡng ẩm có chứa nhiều thành phần hỗ trợ cân bằng, Whitening Eye vì thế sẽ mang đến cho vùng da quanh mắt cảm nhận tươi mát, căng mịn và vô cùng mềm mại. Sử dụng kem mắt Whitening Eye Cream May Soku nghĩa là bạn đã đầu tư vào vùng da dễ nhạy cảm, dễ lão hóa theo cách thay đổi an toàn một cấu trúc da hoàn toàn mới. Không chỉ trắng tự nhiên, da cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn trước các tác động từ môi trường như nắng nóng, bụi bẩn, ô nhiễm và các tia UV gây hại. Xuất xứ Nhật Bản, Japan. Thương hiệu May Soku.